Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu hút sự chú ý của toàn cầu, không chỉ bởi vai trò then chốt của Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới, mà còn vì tác động trực tiếp đến nhiều điểm nóng địa chính trị hiện nay. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng đang được theo dõi chặt chẽ tại các thủ đô trên khắp thế giới. Theo kênh tin tức Al Jazeera của Qatar, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như thích ông Trump hơn, mặc dù nhà lãnh đạo Nga đã gợi ý, có lẽ là nói đùa, rằng ông có thể thích bà Harris làm Tổng thống, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy ông Putin thực sự ủng hộ chiến thắng của ông Trump. Al Jazeera dẫn lời chuyên gia Timothy Arce, cộng sự của chương trình Nga và Âu Á tại Chatham House, nói đầu tiên ông Putin nghĩ Trump mềm mỏng với Nga và sẽ nhượng bộ để có được thỏa thuận lớn về Ukraine, cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích Nga cho biết bất kể ai làm Tổng thống Mỹ, các quan chức Moscow tin rằng sự ác cảm của Hoa Kỳ đối với Nga sẽ vẫn còn. Trước đây, ông Putin đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về chính trị Tổng thống Hoa Kỳ và đã nhiều lần ủng hộ các ứng cử viên kể từ năm 2004. Trước cuộc bầu cử năm 2016, ông Putin đã nói về ông Trump với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường niên. Ông ấy là một người thông minh và tài năng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vào tháng 10, phóng viên kỳ cựu Bob Woodward đã cáo buộc trong cuốn sách mới của mình rằng ông Trump đã gọi điện cho ông Putin ít nhất 7 lần kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021. Nhưng cáo buộc này đã bị chiến dịch tranh cử của ông Trump và chính ông Trump bác bỏ. Vào cuối tháng 10, trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Putin cho biết ông Trump đã nói về mong muốn làm mọi thứ để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ ông ấy đang thành thật. Ông Trump đã chỉ trích viện trợ mà Mỹ gửi đến Ukraine để chống lại Nga và nói rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt giao tranh nếu đắc cử. Cũng như với Nga, cả Đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đều có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Donald Trump đã bắt đầu một cuộc cạnh tranh thương mại với Trung Quốc, áp thuế đối với 250 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2018. Trung Quốc đã đáp trả áp thuế đối với 110 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ. Có vẻ như ông Trump sẽ không lùi bước nếu tái đắc cử, nhưng Đảng Dân Chủ Mỹ cũng có thể tập hợp lại để phản đối ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã duy trì mức thuế của người tiền nhiệm. Hơn nữa, vào ngày 13 tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tăng thuế đối với một số sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Nếu bà Harris thắng cử, bà dự kiến sẽ tiếp tục nhất quán với chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc. Tại Ukraine, kết quả bầu cử có thể tác động mạnh mẽ đến viện trợ quân sự từ Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải quyết xung đột Nga-Ukraine, trong khi ông Trump có thể theo đuổi một thỏa thuận nhanh chóng nhưng nguy cơ gây bất lợi cho Ukraine. Bà Harris nhiều khả năng sẽ duy trì sự ủng hộ hiện tại, nhưng phải đối mặt với những thách thức về nguồn lực và sự ủng hộ từ Quốc hội. Chính quyền Kiev tin rằng ông Trump sẽ không muốn tỏ ra yếu thế trên trường quốc tế bằng cách quay lưng lại với Ukraine. Do đó, ông Trump có thể sẽ có những động thái quyết đoán hơn để ủng hộ Kiev. Các quan chức ở Kiev bác bỏ quan điểm cho rằng chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump sẽ gây ra thảm họa cho Ukraine, bất chấp những lời chỉ trích của ông về viện trợ của Mỹ cho Kiev và cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột với Moscow. Theo tin từ Washington Post, hai thành viên giấu tên trong nhóm của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ báo rằng thông điệp tiêu cực của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đối với Ukraine chỉ là lời hùng biện trong chiến dịch tranh cử và không nhất thiết tương quan với hành động của ông nếu ông thắng cử vào ngày 5 tháng 11. Washington Post cho biết, chính phủ Kiev có niềm tin rằng ông Trump sẽ không muốn tỏ ra yếu đuối trên trường quốc tế bằng cách quay lại với Ukraine và do đó có thể thực hiện những động thái quyết đoán hơn để hỗ trợ Kiev. Với việc Nga đạt được bước tiến trên chiến trường trong năm qua, các quan chức Ukraine tin rằng hiện trạng có thể sẽ được duy trì nếu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng là không hiệu quả, theo bài báo. Bởi vậy, họ cho rằng một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine thực sự có thể tốt cho Kiev. Washington Post cho biết giới chức ở Kiev lạc quan rằng ông Zelensky có thể tạo dựng mối quan hệ cá nhân với ông Trump và cuối cùng biến ông thành người ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine thừa nhận rằng khả năng bất lợi cao hơn nếu ông Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai và bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình.
Tháng trước, ông Trump nói trên BBD Postcard rằng để xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine là thua cuộc và rằng ông Zelensky đáng lẽ không bao giờ nên để cuộc chiến đó bắt đầu. Ông Trump mô tả nhà lãnh đạo Ukraine là một người bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng gặp, đề cập đến khả năng thuyết phục chính quyền ông Biden cung cấp thêm viện trợ quân sự cho ông mỗi khi ông đến Washington. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng ông sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine khi ông là Tổng thống đắc cử, nhưng không tiết lộ làm thế nào ông có thể đạt được điều này. Trong tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về các bài báo trên phương tiện truyền thông rằng nhóm của ông Trump đang xây dựng lộ trình giải quyết xung đột Ukraine và nhấn mạnh rằng giá trị của bất kỳ kế hoạch nào đều nằm ở chi tiết và liệu nó có tính đến tình hình trên chiến trường hay không. Ông Peskov nhắc lại rằng Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Ukraine thừa nhận thực tế. Mới đây, người phát ngôn của Điện Kremlin cũng khẳng định xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Ukraine rút quân khỏi lãnh thổ của Nga, bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Người phát ngôn Điện Kremlin ám chỉ đến sáng kiến hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6. Thời điểm đó, ông Putin cho biết Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu Kiev bắt đầu rút quân khỏi các khu vực trên và tái cam kết trung lập. Cũng theo ông Peskov, không có cuộc đàm phán nào với Ukraine có thể diễn ra trừ khi Kiev từ bỏ các nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris vẫn đang trong một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran và các đồng minh khu vực ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại nếu ông Trump có thể giành chiến thắng trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, điều đó có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho họ. Theo các quan chức Iran, Ả Rập và phương Tây, mối lo ngại chính của Iran là khả năng ông Trump trao quyền cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, tiến hành các vụ ám sát có chủ đích và tái áp dụng chính sách gây sức ép tối đa thông qua các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Họ dự đoán ứng viên Trump, người từng là tổng thống trong nhiệm kỳ năm 2017 đến năm 2021, sẽ gây ra sức ép tối đa lên lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, để nước này nhượng bộ bằng cách chấp nhận một thỏa thuận kiềm chế hạt nhân theo các điều khoản do Mỹ và Israel đặt ra. Bên cạnh đó, sự thay đổi tiềm tàng trong giới lãnh đạo Mỹ cũng có thể có những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran. Các nhà phân tích lập luận, bất kể chính quyền Mỹ tiếp theo do bà Harris hay ông Trump lãnh đạo, Iran sẽ không còn đòn bẩy mà họ nắm giữ, phần lớn là do chiến dịch quân sự kéo dài một năm của Israel làm suy yếu các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hamas ở Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được đánh giá là mối đe dọa đối với Iran do ứng viên này công khai ủng hộ Israel. Abdelaziz Ansager, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh cho biết, ông Trump sẽ đặt ra những điều kiện rất nghiêm ngặt đối với Iran hoặc để Israel thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ một hành động quân sự chống lại Iran. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra sau ngày bầu cử Mỹ. Vị quan chức này lý giải, trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi liên tục tìm cách xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và cũng đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, dù ai đứng đầu Nhà Trắng đi chăng nữa. Tuy nhiên, một quan chức của Iran khác thừa nhận, chiến thắng của ông Trump sẽ là một cơn ác mộng. Vị quan chức này nêu rõ, ông ấy sẽ gây áp lực lên Iran, đảm bảo các lệnh trừng phạt dầu mỏ được thực thi đầy đủ. Nếu vậy, nền tảng kinh tế của chúng tôi sẽ bị tê liệt. Trong bài phát biểu vận động tranh cử vào tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không muốn gây chiến với Iran, nhưng nói rằng Israel nên tấn công hạt nhân Iran trước rồi lo phần còn lại sau, khi được hỏi về phản ứng tiềm tàng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10. Sau này, Israel đã đáp trả bằng một cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, đặc biệt là các địa điểm sản xuất tên lửa vào ngày 26 tháng 10. Các nhà phân tích cho biết, Iran rất có ít lựa chọn trong tương lai. Hassan Hassan, một tác giả và là nhà nghiên cứu về các nhóm Hồi giáo cho biết, thực tế, ông Trump sẽ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu và bật đèn xanh cho ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Nếu so với bà Harris, thì quan điểm của ông Trump với Iran cứng rắn hơn nhiều. Nhà nghiên cứu Hassan lưu ý, Washington đã chuyển giao một phần trách nhiệm đáng kể cho Israel trong cuộc xung đột với Iran và các lực lượng thân nước này. Trong chiến dịch tranh cử của mình,
Phó Tổng thống Harris đã gọi Iran là một thế lực nguy hiểm và gây bất ổn ở Trung Đông, và cho biết Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Israel. Bà cho biết Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để phá tan hành vi gây hấn của Iran. Về phần mình, Iran còn có thêm một lý do khác để lo sợ một nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump là người đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới và ra lệnh sát hại Qasem Soleimani, cánh tay phải của lãnh tụ Iran Khamenei. Ông Trump cũng áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và các giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran, dẫn đến khó khăn kinh tế cực độ và làm trầm trọng thêm sự bất bình của công chúng tại quốc gia Hồi giáo này. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump thường xuyên nói rằng chính sách không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Tổng thống Joe Biden đã làm suy yếu Washington và tiếp thêm sức mạnh cho Tehran, cho phép nước này bán dầu, tích lũy tiền mặt và mở rộng các hoạt động hạt nhân cũng như ảnh hưởng của mình. Một số đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng ông có thể thua ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, trích dẫn số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy tỷ lệ phụ nữ đi bỏ phiếu cao. Tính đến tối ngày 31 tháng 10, đã có gần 62 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, trong đó phần lớn là phụ nữ, với tỷ lệ 54% so với 44%. Theo số liệu theo dõi của NBC News, một xu hướng cũng diễn ra ở bang Pennsylvania. Theo tạp chí Newsweek, Pennsylvania được coi là bang chiến trường quan trọng, chứng kiến cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris giành giật lá phiếu đại cử tri mang tính quyết định cục diện bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ứng viên chiến thắng tại bang Pennsylvania sẽ ôm trọn 19 phiếu đại cử tri, cao nhất trong số các bang chiến trường, và có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Ông Trump đã giành chiến thắng sít sao trước bà Hillary Clinton tại Pennsylvania vào năm 2016, trong khi Tổng thống Joe Biden đã lật ngược tình thế vào năm 2020. Các đồng minh của ông Trump như nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk của Turning Point Action đã viết trên trang mạng xã hội X hôm 30 tháng 10 rằng cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở bang Pennsylvania chủ yếu là phụ nữ. Đồng thời lưu ý thêm rằng, nếu đàn ông ở nhà, bà Kamala Harris sẽ là Tổng thống Mỹ. Ông cũng kêu gọi, đàn ông cần đi bỏ phiếu ngay bây giờ. Theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 10, cử tri nữ đang chiếm ưu thế trong việc bỏ phiếu ở bang Pennsylvania. Theo công cụ theo dõi cử tri bỏ phiếu sớm của NBC News, phụ nữ chiếm khoảng 56% số phiếu bầu sớm, trong khi nam giới chiếm khoảng 43%. Công cụ theo dõi này cho thấy, đã có 1.625.706 phiếu bầu qua thư và trực tiếp bỏ phiếu sớm tại tiểu bang này, với 58% cho Đảng Dân Chủ đã đăng ký bỏ phiếu và 32% do Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Những cử tri đã đăng ký theo Đảng không nhất thiết phải bỏ phiếu theo đường lối của Đảng. Trong số những cử tri mới của Pennsylvania, phụ nữ theo Đảng Dân Chủ là nhóm lớn nhất với hơn 33.800 lá phiếu đã được bỏ sớm. Người nổi tiếng viết trên mạng xã hội và nhà bình luận chính trị Mike Senovic đã nhắc lại cảnh báo của ông Kurtz khi viết trong bài đăng ngày 31 tháng 10 rằng tỷ lệ nam giới đi bỏ phiếu cho ông Trump ở Pennsylvania là một thảm họa. Nếu điều này không thay đổi, bà Kamala Harris sẽ giành được phiếu đại cử tri và mọi chuyện sẽ kết thúc. Cuộc đua tranh tại bang Pennsylvania năm nay có thể được định đoạt với khoảng cách chênh lệch sít sao chỉ vài ngàn phiếu phổ thông. Chính vì thế, cả ông Trump và bà Harris đều đã tiến hành rất nhiều chiến dịch vận động tranh cử tại đây. Phần lớn các cuộc thăm dò bầu cử tại bang Pennsylvania đều cho thấy khoảng cách chênh lệch không đáng kể giữa hai ứng cử viên, ngay cả khi tính đến biên độ sai sót, khiến cho tiểu bang này trở nên khó đoán. Kết quả cuối cùng tại bang này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bằng việc tung đồng xu. Giới chuyên gia nhận định, bất kỳ ứng cử viên nào giành chiến thắng ở Pennsylvania đều có khả năng đảm bảo chức Tổng thống. Con đường rõ ràng nhất để bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ là buộc bà phải thắng ở cả ba bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin để ngăn ngừa khả năng có kết quả gây sốc ở những bang khác. Trong khi đó, con đường hiệu quả nhất để ông Trump thu thập đủ 270 phiếu đại cử tri qua đó trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ là giành chiến thắng tại North Carolina và Georgia, đồng thời xoay chuyển cục diện ở Pennsylvania.